Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 35 đến câu 42. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói tìm đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "Thưa Thầy", "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Cê-pha." Một cậu thiếu niên kia sống trong một gia đình gần bờ biển. Cậu rất say mê và yêu quý những con thuyền buồm. Một ngày kia, cậu dùng gỗ đẽo gọt một chiếc thuyền buồm rất đẹp cho riêng mình. Sau đó, cậu đem chiếc thuyền buồm thả xuống biển, rồi say mê nhìn con thuyền bập bềnh trên sóng nước. Nhưng chỉ một lúc sau, con thuyền bị sóng biển đưa ra xa. Cậu vội đuổi theo, nhưng không kịp. Con thuyền bị gió biển thổi đi thật xa, rồi mất hút trên biển cả. Cậu thiếu niên buồn vô hạn vì đánh mất một vật mà cậu rất mực yêu quý. Thế rồi, một ngày kia, tình cờ đi qua một cửa tiệm bán đồ chơi, cậu giật mình khi nhìn thấy chiếc thuyền buồm của cậu được trưng bày trong cửa tiệm. Cậu gặp chủ tiệm và xin lại, nhưng ông ta nói rằng bây giờ nó đã thuộc về ông ta. Nếu muốn lấy lại, cậu phải bỏ tiền ra mua. Cậu về nhà lấy hết số tiền đã dành dụm từ trước, chạy ra tiệm đặt số tiền lên quầy hàng và mang con thuyền yêu dấu về nhà. Cậu vui mừng khôn xiết vì đã tìm lại được con thuyền lạc mất. Jacques M. Rado đã kể câu chuyện trên và ngài kết luận: "Bạn là con thuyền, còn Chúa Giêsu là cậu niên thiếu." Câu chuyện trên như một ví dụ khá đầy đủ về tình thương xót của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc trần gian. Chúng ta như những con thuyền lạc lối trong sóng gió cuộc đời. Chúng ta như những cánh buồm bị mất hút trong lầm lạc tội lỗi giữa biển cả trần gian. Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất, đã tìm kiếm và cứu chuộc chúng ta. Hôm nay, trong bài tin mừng theo Thánh Gioan, hình ảnh Đấng cứu chuộc đã được phát họa qua lời giới thiệu của Thánh Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian." Hình ảnh con chiên xóa tội xuất phát từ trong Cựu Ước. Vào ngày lễ đền tội, người Do Thái bắt một con dê đem đến cho vị tư tế. Vị tư tế này đọc một danh sách kê khai các loại tội của dân và kêu gọi mỗi người sám hối. Sau đó, vị tư tế đặt tay trên đầu con dê, ngụ ý trút hết tội lỗi trên đầu nó, rồi đuổi nó vào sa mạc. Con chiên ấy được gọi là con chiên gánh tội. Qua lời giới thiệu của Thánh Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, muốn diễn tả Chúa Giêsu là chiên vượt qua của lễ vượt qua Kitô giáo. Nhờ cái chết, Ngài giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Như trong thời xuất hành,
máu chiên vượt qua đã giải thoát dân Do Thái khỏi sự hủy diệt của Thiên Thần Chúa. Hình ảnh con chiên bị dẫn đến lò sát sinh cũng được áp dụng cho người tôi tớ của Thiên Chúa. Vì thế, qua lời giới thiệu của mình, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng tuyên bố một chân lý cao cả về sứ mạng của Chúa Giêsu. Sứ mạng của Chúa là chịu chết để xóa tội dân mình. Chúa Giêsu là người tôi tớ của Thiên Chúa mà tiên tri Isaiah đã tin báo trong bài đọc 1. Ngài đến để dẫn đưa những người tội lỗi về với Thiên Chúa. Ngài quy tụ dân Israel quanh Thiên Chúa. Người tôi tớ của Thiên Chúa còn là ánh sáng của các dân tộc, làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được lan tràn khắp địa cầu. Chúa Giêsu là đấng xóa tội trần gian, nghĩa là Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta trên đôi vai của Ngài, như con chiên mang tội lỗi của dân Do Thái vào sa mạc. Chúa Giêsu là đấng xóa tội trần gian, có nghĩa là nhờ Ngài mà tội lỗi chúng ta được tha thứ. Chúng ta được Ngài xóa bỏ tội lỗi không có nghĩa là chúng ta trút bỏ tất cả tội lỗi cho Ngài, rồi chúng ta an tâm hưởng ơn cứu chuộc một lần cho tất cả. Thực ra, Chúa Giêsu xóa tội chúng ta bằng cách gánh lấy tội lỗi chúng ta, để chúng ta biết đứng dậy theo Chúa với tâm hồn tự do và tràn ngập niềm vui của người con Chúa. Chúa Giêsu xóa tội chúng ta qua bí tích giải tội, để chúng ta quyết tâm cải thiện cuộc sống. Ngài tẩy sạch trang sách tâm hồn chúng ta và viết lên đó nét mực của lòng xót thương. Chúa Giêsu xóa tội chúng ta bằng cách đổ đầy ân sủng của Ngài vào thân phận yếu hèn của chúng ta, để trợ giúp chúng ta tiếp tục chiến đấu và chiến thắng tội lỗi. Cách thức Chúa xóa tội trần gian: Ngài không phá hủy công trình con người đã bị nghiêng đổ vì tội lỗi, nhưng Ngài đã cứu chữa bằng cách đổ tràn đầy ân sủng của Ngài xuống cho con người đang sa ngã trong tội lỗi. Ân sủng và tình thương Chúa tuôn đổ dạt dào chen chứa xuống thân phận mỏng giòn yếu đuối của chúng ta, để làm cho chúng ta nên thanh sạch như lời Thánh Phêrô: tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Người đàn ông kia có hai chiếc bình lớn, một chiếc bình hoàn hảo và nguyên vẹn, còn chiếc bình kia có một vết nứt dưới đáy bình. Mỗi khi ông ta dùng hai chiếc bình xách nước từ suối về, nước trong chiếc bình nước chỉ còn một nửa. Chiếc bình nước rất khổ tâm vì lỗi lầm của bản thân. Một hôm nó nói với ông chủ: tôi thật xấu hổ về vết nứt nơi thân mình và muốn xin lỗi ông. Nhưng ông chủ dịu dàng bảo với chiếc bình nước: ta biết rõ điều đó, nhưng ngươi thử nhìn con đường dẫn về nhà. Ngươi có thấy một lối đi mọc đầy hoa không? Chính dòng nước chảy ra từ vết nứt của ngươi đã tưới gội những hạt giống hoa ta đã gieo trồng, để chúng mọc lên những bông hoa rực rỡ xinh tươi. Tất cả chúng ta đều có những vết nứt trong tâm hồn do tội lỗi gây nên. Nhưng từ những vết nứt đó, Thiên Chúa đã cho dòng nước ân sủng tuôn chảy, để những bông hoa luôn thắm nở trên mảnh đất cuộc đời chúng ta và tô điểm cho người, cho đời. Hôm nay, khi hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc trần gian, chúng ta ý thức được thân phận tội lỗi của mình, để luôn cậy trông, phó thác vào tình thương Chúa. Cũng nhờ vậy, chúng ta biết sống quảng đài và khiêm nhường theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài chính là chiếc bóng mờ âm thầm bên cạnh Chúa Giêsu để làm chứng: một người đến sau tôi, nhưng có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi.
sẽ son vẹn tròn câu ước thề tròn nghĩa thứ chiều. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con dâng tràn xứng sống tháng năm thấm đượm trọn đời đoàn hứa sống cho tình con thấp hèn ban tràn muôn ân thiêng đời con Chúa hằng nâng đỡ tình ngài luôn thiết tha dâng trào một tình yêu hiến trao ngọt ngào xin đắm đền tình Chúa mến cho nước trời bừng sáng khắp nơi.